Đấy, em chào anh nhé. Anh có thể tự giới thiệu cho mình không? Mình Thiệp, làm bên công việc. Vâng, anh đang làm bếp ở trong bếp cơm Việt đúng không? Đúng rồi, mình đang làm bếp ở bên cơm Việt. Vâng, thì anh thấy là bếp mình dùng ga này lâu chưa ấy? Mình dùng bếp mình dùng ga này cũng 5 năm rồi. 5 năm rồi, vâng. Thế là lâu đấy nhỉ? Lâu rồi. Thế thì anh có cảm nhận như nào về chất lượng của ga này? Ga bên bạn thì mình cảm thấy ổn định và chất lượng ga thì xanh, đẹp. Còn về những dịch vụ như kiểu giao nhận ga này thì sao? Mỗi lần mà hết ga các thứ thì có những trường hợp mà gọi là hết sạch ga ấy. Đấy, gọi thì anh thấy thế nào? Thì mình thấy anh em bên làm ga để giao nhanh. À. Và nhiều lúc gấp quá thì gọi phát thì anh em tạo đến luôn. Vâng, ui, hay quá. Đây, cửa hàng gần đây mà nhỉ? Vâng. Giao, gọi đúng cái rồi. Là giao luôn. Nhưng mà cửa hàng gần hay xa không quan trọng là sự nhiệt tình của anh em. Đúng rồi. Đúng. Anh em nhân viên giao ga rất nhiệt tình. Vâng. Em bếp lúc thì thỉnh thoảng có hỏng hóc gì không anh? Bếp thì nói chung bếp nấu thì hỏng thì vẫn là hỏng và lại nhưng mà anh em vẫn hỗ trợ nhiệt tình sửa sang. Vẫn hỗ trợ nhiệt tình. Rất ok. Vâng. Cái nào mà sửa được thì bên em sẽ gọi là sửa miễn phí, còn cái gì thay thế thì em sẽ hỗ trợ anh gọi là mua thì giá tốt nhất. Vâng. Thế em cảm ơn anh nhé. Vâng, ok bạn nhé.